Hello mọi người nhá. Ok mọi người, tiếp tục series chế tạo Bugatti Chiron. Này bọn mình tiếp tục là hôm trước là nâng cấp xong cái phần lò xo đằng sau rồi. Hôm nay mình nâng cấp tiếp cái phần lò xo đằng trước này mọi người ạ. Đây. Bây giờ sẽ thêm một quả sóc Exciter vào phần trước này cho nó tăng độ cứng, tại vì mấy nữa mình nghĩ là cái phần vỏ nội thất mọi thứ vào nữa sẽ nặng hơn. Ở đây hôm nay sẽ tiếp tục là nâng cấp thêm một cái bộ lò xo đây. Phuộc anh em ạ, phuộc này phuộc đơn của Exciter nhá. Giảm chấn tí. Vâng đấy, một bên này lắp ok rồi à, lắp một cái phần đai dưới rồi, bên kia chưa lắp hơn, sẽ làm cái đai bên trên này này đó, làm cái đai bên trên này nữa thì hầu cứng luôn. Thì hôm trước là một đôi sóc này cũng khá là cứng rồi, nhưng mà hôm nay mình nghĩ là nên nâng cấp thêm để đảm bảo sau này mình làm vỏ vào ấy thì nó đỡ bị mình sẽ không phải xử lý bên trong nữa đấy, mình sẽ đảm bảo được bên trong nó hoàn thiện ok rồi đấy anh em nhé. Cơ bản là như thế. Đây sẽ là cái bệ của chiếc giảm sóc nhá. Đó, lò xo đơn. Cái bệ này mình sẽ gắn nó vào cái đoạn này anh em ạ, để cho nó ngoạm vào cái hộ đòm này, này. Thì sẽ phải sẽ vậy đấy, ngoạm vào đấy, đối cứng chú nhà. Xong bên dưới mình sẽ bắt hai cái tay vào hai bên nữa. Sẽ đảm bảo hơn. Nói chung là như này thì rất là uy tín anh em ạ. Đó, sẽ có hai cái tay kia nữa. Tay nãy một đoạn này nó bắt đầu đấy đó, hàn bên trên nó là xịn ngay đó, hàn ấy vào mọi người ạ. Đấy rồi nhá, vừa lắp xong cái quả bên này này đấy, một quả bên này nữa rồi, đây là sóc vừa lắp thêm. Còn bên tay trái, tay phải bên kia đang tiếp tục lắp tiếp. À. Lắp tiếp quả này vào đây thì cứng lắm, chỉ sợ tí nữa hạ bánh xuống không đi được. Chết dở. Anh sẽ hàn cái pad vào đây. Bốn cái pad này cũng là loại sắt dày luôn anh em ạ. Nên anh em cứ yên tâm, sắt dày lắm. Có toàn loại sắt dày thôi. Thêm cái bệ đấy. Đấy các bạn ạ, mình vừa làm xong cái phần sóc độ thêm lần trước rồi, độ thêm hai cái sóc đằng trước là lắp bánh nó vào để xong thì hạ gầm xuống test nó, test xem nó có ok không. Quỳnh nó vừa nhá, nghe thấy không, nó vừa vào trong lắp cái bánh vào nhé. Ok yeah. Cháu nghĩ là có sợ cứng quá không chú? Cứng quá thì đi nó nảy càng tốt thôi. Đi nó nảy cứng quá không tốt, sóc quá càng đỡ, còn vậy nó mới đỡ tốn, đỡ đỡ tốn gì, đỡ sóc nhiều, nó dòng dày nhiều rồi thì lại
đói, đi vậy càng đỡ mày ăn nhiều, an toàn nhỉ. Cơm cơm không sụn cứng đâu, lòng cầu mới nó thêm khó lắm. Uống quả sóc mà có vẻ chuyên nghiệp, có vẻ chuyên nghiệp xe đua thế nhỉ. Ở đây thì tháo lắp bánh xe đua được đấy. Đẳng cấp gì? Cấp. Mình đang thông báo loa dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mọi người ạ. Cho hẳn vào trong kia, chúc vào trong gầm kia cơ. Ừ. À, đây một quả và cái này quả nữa là hai quả này. Không phải ốc rồi. Ui. Nhét lên tắt cái bóng điện trên kia nó chói các bạn toàn nhé, không này chói quá. Đây. Tắt này đi. Đây. Ok. Trong chạy ra đường. Rút cái gạch ra nhá, rút cả bên kia. Nhìn là ok đấy. Rồi, bây giờ rút ra. Từ từ ra, từ từ ha. Cái này hạ mới biết được kìa. Ôi xồi, cứng. Cứng rắc nha. Nguyên xí vậy thì. À đấy, vẫn có độ đàn hồi đấy. Ui, quá ngon luôn. Đấy còn vó lên nữa mà. Còn vó lên nữa mà. Xịn luôn nhỉ. Một tạ nhỉ. Hai người hơn tạ. Còn cái trà sóc của cứng. Dạ. Yeah. Vâng. Thế là ok anh em nhé. Mình đã độ thêm đằng trước này hai chiếc sóc này, sóc phụ này. Thì khá là cứng ấy. Đằng sau cũng hai chiếc nữa rồi. Hôm trước mình quay cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em theo dõi clip mình nhá. Bye anh em, hẹn clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi để lại ý kiến của các bạn ở phần comment nhá. Bye mọi người. Vâng, đấy. À đây là quả này giống quả chế độ nhún lợi tôi mình sẽ nhắc. Ôm ôm chà lâm ôm. Vậy thì không có anh em mà có một gãy đâu đúng không? Đây là đi làm sóc thì đúng rồi. Nhưng mà có xe nào là cơ nào cũng sóc gớm em mà.